Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn làm lại với mình một món, đó chính là món tép chiên bột với một công thức mới. Và bánh khi chiên xong thì vàng giòn rất ngon, khi ăn mình kết hợp cùng với lại rau sống, nước mắm chua ngọt không bị ngán. Và chỉ cần bỏ ra một ít phút thôi là các bạn có thể làm được một món ngon để chiêu đãi gia đình mình rồi. Và cách làm thì cũng khá là đơn giản nữa. Và để biết cách làm chi tiết thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng vào bếp làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho cái món tép chiên bột. Bột gạo thì xài đây là 150g, 200g tép đồng, một quả trứng gà, 100ml nước lọc. Nước có ga thì mình xài ở đây là 50ml nha các bạn, thì khi nào mình sử dụng mình mới mở lon ra. Rau sống thì mình xài ở đây là xà lách, rau thơm, dưa leo, một ít tỏi và ớt. Nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để làm mình đi pha bột trước, các bạn cho hết bột gạo vào trong cái tô lớn. Rồi mình cho vào 100ml nước lọc. Cho vào xong thì các bạn đảo đều để cho cái phần bột của mình nó hơi mềm rang chút. Bột gạo mình trộn một hồi thì cũng đã mềm rồi nè. Tiếp theo các bạn cho vào một quả trứng gà. Cho vào xong thì các bạn đánh đều lại. Mình cho trứng gà vào thì bánh của mình giòn sốt chứ không có bị cứng. Và bột thì mình cũng đã hòa tan ra hết. Cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần nước có ga vô. Mình lấy 50ml thôi nha các bạn. Mình cho nước có ga vào thì bánh của mình sẽ giòn lâu hơn. Cho vào rồi thì mình sẽ cho hết cái chỗ tép mình đã chuẩn bị vào. Các bạn không có tép đồng thì mình có thể sử dụng tôm, mà tôm nhỏ cũng rất ngon. Cho vào xong thì mình trộn đều. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vào một ít gia vị như là đường, muối, bột ngọt. Các bạn nêm cho hơi vừa ăn một chút là được. Cho vào xong thì mình sẽ đánh tan ra và các bạn để qua bên để bột nghỉ khoảng 5 phút. Và tô bột thì mình cũng đã để nghỉ được 5 phút rồi. Các bạn cắt vào một ít hành lá để cho bánh được thơm hơn. Trộn vào xong thì mình chuẩn bị đem đi chiên luôn nha. Và để chiên thì mình sử dụng ở đây là một cái chảo chống dính nhỏ. Các bạn đổ vào một ít dầu ăn vừa phải, không cần đổ nhiều quá nha. Rồi các bạn mở bếp lên và mình đợi cho dầu nóng. Dầu ăn thì cũng đã bắt đầu nóng rồi. Các bạn khuấy đều cái tô bột lên. Mình múc một ít mình cho vào. Cho vào xong thì các bạn đè cho nó hơi mỏng ra chút xíu. Chỗ nào mà ít tép quá thì mình cho thêm. Bột nó chảy ra ngoài thì các bạn ốp lại nha. Để cho cái bánh của mình được đẹp hơn. Và mình chiên tới khi nào mà bánh của mình vàng giòn là được. Bề mặt dưới của bánh thì cũng đã vàng rồi các bạn. Mình trở bề. Hai bề mặt bánh thì cũng đã vàng đều. Mình gấp ra ngoài, rất là thơm luôn đó. Miếng bánh đầu tiên thì mình cũng đã lấy ra ngoài xong rồi các bạn. Thì mình sẽ chiên tương tự cho tới khi nào mà hết tô bột này thì thôi. Miếng bánh tép thứ hai mình cũng đã chiên cho vàng đều, mình lại gấp ra. Tép chiên bột thì mình cũng đã chiên xong rồi, được rất là nhiều luôn nha. Rồi bây giờ mình để qua một bên, tiếp theo thì mình sẽ đi làm nước mắm để mà ăn kèm. Và để làm nước mắm thì mình cho vào trong cối là 2 tép tỏi, một quả ớt. Sau đó thì các bạn dùng cái chày á, mình giã cho cái phần tỏi ớt này nhuyễn ra nha. Tỏi ớt thì mình cũng đã đâm xong rồi. Và các bạn cho vào trong cối là một muỗng canh đường cát. Và mình vắt cho vào nửa quả chanh. Thì các bạn cũng có thể thay thế bằng giấm nữa. Mình lọc hộp ra nha. Và mình lại cho vào trong cối là 2 muỗng canh nước lọc. Sau đó thì các bạn trộn đều lại để cho cái phần đường được tan hết.
Đường khi đã tan hết rồi thì các bạn cho vào đây là 3 muỗng canh nước mắm. Cho vào xong hết thì mình trộn đều lại. Rồi các bạn nêm lại xem là nước mắm của mình đã vừa hay chưa. Nếu mà lạc thì mình cho thêm. Còn nếu hơi mặn thì mình cho vào một ít nước lọc nữa là được. Và mình sẽ đổ ra ngoài chén để chuẩn bị thưởng thức cái món bánh tét chiên bột này nha. Và đây là miếng bánh tét chiên bột của mình này các bạn. Nãy giờ mình chiên cũng khá lâu rồi nhưng mà bánh vẫn còn rất là giòn luôn nha. Khi ăn thì mình cắt nhỏ ra như thế này. Mình sử dụng trứng gà thì bánh có cái độ giòn xốp chứ không có bị giòn cứng. Và cho bia vào thì sẽ giòn được lâu hơn. Khi ăn thì mình sẽ kết hợp cùng với lại một ít rau sống, rau thơm và dưa leo. Và cho một miếng tép chiên bột vào. Sau đó các bạn cuộn lại. Và mình ăn cùng với lại nước mắm chua ngọt. Bánh tép chiên bột khi ăn vào thì giòn ngon, gia vị mình nêm cũng khá đậm đà nè các bạn. Và tép thì lại rất thơm luôn nha. Kết hợp cùng với lại rau sống, nước mắm chua ngọt như thế này ăn rất là ngon và không có bị ngán. Thì thỉnh thoảng các bạn có thể đổi bữa cho gia đình hoặc là mình có thể làm ăn vào những buổi trưa. Mất vài phút thôi là mình có thể làm được một cái món bánh như thế này cho gia đình rồi. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video.